Dữ chứ. Đi xa ơi là xa, từ chỗ em lên tận trung tâm thống nhất đi. Lên đấy chơi nhà Dương em. Dạ. Bảo lên đấy chơi nhà Dương. Ở đây có. Chơi được. Con gà nó rủ tháng thứ 7 đi ra đấy chơi đấy. Đi đâu? Lên nhà Dương. Chị Dương. Sao? Nhà Dương. Không biết. Ấy con gà. Cái nhà toàn Dương ấy anh. Em bảo ở trung tâm thống nhất có. Hôm trước thầy giáo vừa cho em đi một vòng quanh đấy thôi. Không biết là về. Ơi sao sao? Nghe đấy đi. Cậu. Ừ. Đây đây tao đẩy ra. Đi ra bên phải nhé, đi ra. Ok. Mẹ nó quá, ấy lừa được. Ủa chú còn qua được. Quá. Thì gặp ma. Cô mình rớt xuống. Ủa mày đi xe gì vậy tớ? Kẹt. Ê, gặp phần cái này. Thôi đi tắt được không nhỉ? Ôi, không tắt được rồi. Ủa, còn chưa ai qua là sao nhỉ? Ô, nhà anh kia ở đâu? Nhà anh ở đâu? Có gần bán đảo Sơn Trà không? Xa lắm. Nhưng mà Đà Nẵng nó nhỏ lắm nên thì cũng 20 phút rồi. 20 phút mà mình cũng gần rồi. Từ em ra chỗ anh Tú phải đến 1 tiếng đấy nhỉ? Ờ. Ok. Em lần trước vào đấy đi chỉ muốn đi cái bàn á ấy, không đi muốn là buồn. Rồi ra Đà Nẵng rồi hả? Em ra rồi. Đi qua Sơn Trà sẽ mất 30 phút. Thế vẫn gần chán. Đà Nẵng mới kia cho thành phố đi chừng đó chứ mấy. Anh đi bàn nào bao giờ chưa? Rồi. Thích không? Chung là chơi